Hello, xin chào các bạn và fan game offline của mình. Thì mình đã quay trở lại đây ha. Video này chúng ta chơi tiếp tục cái game ARK. Thì để mình cho các bạn xem một số cái mod mới mình vừa mới cài cho các bạn. Tại vì có nhiều em kêu là anh game offline anh hãy cài một số cái mod mới á. Có mấy cái con quái mới vô chơi cho nó phê phê á. Chứ coi mấy con boss cũ hoài chán quá. Thì mình thấy cái ý tưởng nó rất là hay. Thì ở đây mình mới cài vô một số cái mod mới các bạn. Con nhóc có chân quái với gồng luôn. Để mình test cho các bạn xem đi. Rồi mình xem mấy cái ý tưởng của các bạn á, chứ mà mấy cái bình luận á về cái đấu trường á, coi con nào đánh với con nào ha, thì các bạn bình luận ở phía dưới mình làm cho các bạn xem. Còn trong cái video này thì mình cho các bạn xem test á mấy cái con quái mới đã xem là các bạn ghiền luôn á. Thì ở đây mình cho các bạn xem trước cái con gồng nước Water Wyvern nè. Đó, đây là cái con gồng nước đó các bạn. Quỷ này phun nước mạnh như trâu chứ. Thì để mình test cho các bạn xem ha. Nhưng mà các bạn xem ơi, cái game này nhìn hình ảnh nó nhìn nó đã ghê luôn á. Đó. Water Wyvern á, level 150. Ở trong cái thế giới này của mình một đống gồng luôn á. Hôm trước là mình có làm một cái video về mấy cái con Darong rồi á. Còn ở trong cái video này mình cho các bạn xem mấy cái loài Wyvern á. Nhiều lắm luôn á. À, con này nó tên là Rock. Con này là các bạn nhớ con gồng gì không? Con gồng có lông nách, con Dodo Viven á. Bây giờ ở trong cái bảng này nó kêu là cái con Rock. Để mình test thử thiệt chiêu của nó rồi. À, cái con này ở trong cái bảng này là nó phun ra cái mấy cái nọc độc mà bằng bằng mấy cái kim á các bạn. Nè, cho các bạn xem nè. Đó. Nó phun ra mấy cái mũi tên đó các bạn thấy không? Nó mấy cái tên độc á. Ở cái góc độ này không biết các bạn thấy rõ không biết. À, con gồng lông nách đó 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 các bạn thấy mấy cái kim chọc nó bay không à, ảo vãi rồi bây giờ mình đáp xuống nha à, để mình đáp xuống nhiều lắm ở trong cái bảng này một đống gồng luôn á chứ mà nó có thêm mấy cái con boss mạnh dữ dằn luôn á kiểu giống như là tôn ngộ không á để mình bay qua bên kia cho các bạn xem thì tạm thời trong tập này mình cho các bạn xem mấy cái con gồng đi rồi tập sau mình làm mấy cuộc chiến á để mình chạy qua đây ơi. Nhiều loại gọng lắm á này các bạn thấy không là đây con nữa nè đó nó có chút xíu à đó con này nó có chút xíu à con này là cái con Nani Viven á con này thì chúng ta có thể là pick up nó ở trên dài được đó nó bám ở trên dài của mình nè đó các bạn thấy chưa còn ở đây có con nữa nè bây giờ bây giờ con này nó ỉa ra cái cục cức màu vàng kìa các bạn thấy không trời ơi, nó ỉa ra cái cục cức màu vàng mà chiếu chiếu luôn thấy ghê vậy đó 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 ê phan 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 để mình lụm thôi ơi ây da ô nó ỉa ra cái này giống 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 như là cái cementing bay vậy ta mình không biết là cái này dùng để làm gì luôn á chắc để chế đồ quá kìa nó ỉa nữa kìa vãi hàng thiệt ỉa tùm lum như mày nó được 2 miếng cái này chắc dùng để chế đồ hoặc là chế mấy cái đồ để mà tem á tem mấy con gồng các bạn mình nghĩ là vậy ồ con này con trưởng thành nè à. Đó cho các bạn xem con này là con trưởng thành á không ở bên họ Viven là cũng có nhiều loại lắm á em cho các bạn xem ơi con này phun lửa rồi con này phun lửa hả các bạn nhưng mà các bạn xem cái phần phun lửa của nó phun ra mạnh thấy ghê không rồi nó chỉ có thiệt chiêu phun lửa thôi phun một lần được mấy trăm đam để anh bay qua đây mình phun thử mấy con này ơi adu adu cái quái gì kìa cái gì trời quay trong cái bản mod nó xuất hiện ra kìa các bạn trời ơi cái gì thấy ghê vậy quái cái con này cho ăn thức ăn là tem được các bạn sao đây ây da à rồi 1 tỷ mấy đam cho con gồng hả họng luôn quá trời ơi con em bơ vn của mình chết luôn kìa trời ơi trời ơi đây đây các bạn thấy ghê không
có rất là nhiều mod mới á. Trời ơi. Trời ơi nhìn ngầu vãi tèo luôn á. Con này nó tem bằng thức ăn rồi nhưng mà quan trọng là mình chưa biết cái con boss này nó ăn bằng cái gì á. Để giờ từ từ mình nghiên cứu rồi mình bắt cái con này á. Trời ơi, nó tán một cái 1 tỷ mấy đam cũng là khi ghê thiệt chứ. Bây giờ mình cho nó ăn pho tem thử ra các bạn. Mình cho nó ăn pho tem thử ra đi. Rồi cái từ từ mình nghiên cứu cái thức ăn sao. Đó, đó mình tem nó rồi. Ô kể được luôn nè. Ôi trời ơi, dạng màn hình luôn. Ít xịu mà chứ. Wow, bay được luôn các bạn ơi. Ảo phải. Ô cái hình này là ngồi sắp bằng hả các bạn, ngồi sắp bằng. Giống như là một vị Phật gì đó. Ghê không? Mà thấy ghê chưa? Để coi coi. Cái này mình không biết là đặt tên gì ha, mình cho các bạn đặt tên á. Các bạn đặt tên ở phía bên dưới đi. Rồi mình sẽ gọi cái tên của cái con boss này ha. Giờ để mình bay vòng vòng mình test thử coi. Trời ơi, tội quýnh một cái là 2 tỷ đam không các bạn ơi. Lấy cái con này ra mà quýnh lộn chứ mà mấy cái gì nè. Mấy con boss bên Bandura nữa là bá cháy luôn á. Nhìn nó ảo vả tèo đi. Chỉ có hai tiệt chiêu thôi, tiệt chiêu chuột phải là tiệt chiêu đập gì nè. Nó chuột trái là đập xuống. Mình thấy cũng có tiệt chiêu một mà các bạn ơi. Nói chung là nhìn nó ngầu thôi. What? Trời. Ủa sao kỳ vậy? Kìa mình bị rớt ra khỏi thế giới luôn rồi kìa. Trời, các bạn leo lên trên cái con quái này là nó dễ bị xảy ra lỗi các bạn. Thấy ghê chưa? Rồi, té xuống dưới luôn chứ. Chết rồi. Như vậy là mấy cái con boss này, mấy cái mod này là các bạn mà sử dụng leo lên trên mình của nó là bị lỗi liền á. Mình bị té ra khỏi thế giới luôn nè các bạn thấy chưa? Để mình chụp cái hình lại cái mình thấy cái hình này đẹp quá. Wow, bao ngầu luôn á. Rồi ok. Để mới qua đây mình test mấy con rồng. Mình cho các bạn xem mấy con rồng, tiếp mấy con rồng của mình. Cái này con Canai Viven. Con này chắc rồng này không biết là nó có thiệt chiêu gì đây. Con rồng này là nó có thiệt chiêu bắn ra sấm sét các bạn. Mình thì không thấy sấm sét của nó ở đâu chứ, nó không có bắn ra mà nó kiểu nó ngậm ở trong họng thôi à. Đá xuống đi. Để mình cho qua cái thời tiết này đi rồi chúng ta chơi tiếp. Mình ghét với cái thời tiết này, nhìn thấy xấu quá. Ê. Rồi không xong rồi các bạn ơi, biết gì cấp nãy mình không có phóng lên trên cái con boss đó được rồi. Cũng là phóng trên cái con boss đó là nó bị lỗi á. Giờ thấy mình cực khổ không? Giờ mà phóng ra ngoài cái là nó bị té xuống dưới. Còn đây là cái con rồng nước á. Đó, con này thì nó phun ra nước. Đấy, các bạn thấy con rồng phun nước ghê, nhìn nó phun ghê, đẹp ghê không? Đây mình bay vòng vòng rồi. Nhiều loại rồng lắm á. Ở đây có con nữa nè, bên đây con này còn bự hơn nữa nè. Cái con Viven Water này thì nhìn nó đẹp thiệt. Các bạn thấy nó đẹp thiệt á. Nhưng mà nó khó điều khiển lắm, nó bay khó. Không biết phóng xuống dưới nước chứ không biết có sao không? Gì đó. À, đều té. Vãi thiệt chứ. Khổ thiệt chứ.
Đây con Vake Viven nữa nè. Đó, con gọc này thì chắc nhiều bạn chưa biết đâu. Test thử rồi. Thôi. Trời ơi, cái con gọc này nó phun ra đá hả các bạn. Nè. Nè các bạn thấy không, con gọc này nó phun ra đá hả. Để mình coi nó phun chết cái con gì nè. Chết cái con cá mập ở dưới không à. À rồi. Không được các bạn ơi, con gọc này nó không xuống nước được. Nhưng mà khó test quá. Tự nhiên mình bay lên cái con boss đó cái nó bị lỗi ấy. Giờ mình phóng xuống không được. Nhiều loài gọc lắm á. À! Trời ơi, đây có thêm con boss nữa nè. Phải gì? Kìa. Ai da, ai da ơi. Trời ơi. Phải hàng. Mình lại mình cạp nhẹ cái nó cạp chiếc nét của gọng của mình luôn rồi. Rồi các bạn thấy ngầu không? Ngầu thấy ghê chưa? Nhưng mà tự nhiên cái nó bị dính gì khó chịu quá à. Ồ này chắc Dương Tiễn rồi các bạn ơi. Dĩ Lan thằng ít xịu ngầu chứ. À, để mình chụp cái tấm hình lại cho các bạn xem ha. Rồi đi trên mặt đất luôn kìa, thấy ghê không? Đứng em. Wow. Này giống như nhìn giống như là siêu chiến binh ha. Để mình lấy cái con boss đằng kia lại quánh cái con này. Nhiều bạn là chắc là ý kiến gì đúng không? Mình đọc cái suy nghĩ của các bạn liền. Để mình qua kia mình lấy con kia mình quánh thử coi. Mà đúng là chậm thiệt các bạn ơi. Tự nhiên mình leo lên trên mình cái con quỷ kia cái buông ra nó bị lỗi bực mình thiệt chứ. Mình đi gì chỗ lẹ. Ở trong video này không test được mấy cái loại gồng cho các bạn xem mà nhiều loại gồng lắm luôn á. Rồi ok. Này các bạn xem ở dưới này một đống mấy cái loại gồng luôn á. Nhưng mà mình không có phóng xuống được, mình phóng xuống cái là nó bị rớt ra khỏi cái mà cái mát. Khó chịu muốn chết luôn. Rồi, để mình bay qua mình đại chiến với Nhị Lan thằng bên kia thử coi. Ơ. Ủa sao vậy? Ủa? Mình bay qua kia không được các bạn ơi, nó bị cản. À, ok. Tưởng đâu tự nhiên nó bị cản chứ. Rồi bây giờ cho các bạn cá nè. Nó bây giờ chơi cá thôi. Đối với các bạn mình sử dụng cái con boss để quánh với con đó ai ăn. Này theo nguyên tắc là chắc chắn là bị phản đam đúng không? Mình nghĩ là bị phản đam chắc mình chết quá. Để coi. Ô, ông này máu âm luôn các bạn ơi. Máu âm luôn nhưng mà hình như là chúng ta tem bằng cái thức ăn là được á. Rồi để mình coi quýnh lộn thôi, không biết có bị phản đam không. Chơi bồ. Mày. Ô, không có phản đam các bạn ơi. Chơi được. Trời ơi. Nhưng mà nó tán chết ngắt cái con ấy của mình rồi. Ồ, nó quýnh chết ngắt cái con boss của mình luôn rồi. Đằng kia có cái gì đó nó chiếu nữa kìa. Nhưng mà cảm giác khó chịu quá. Nên chờ lại đó. Gì đây?
Quay 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 mình nhặt được cái xác của con Dodo mà nó chết rồi nhưng mà nó vẫn còn phát sáng nữa nè các bạn. Quả hàng không? Đấy các bạn thấy đẹp đẹp không? À đúng rồi ha. Để mình chặt ra thử coi. Ôi trời ơi, khi mà cái con boss nó chết nó cho mình một đống đồ luôn nè các bạn ơi. Nè, mấy cái đồ này lạ lạ không à. Mà nếu mà có thời gian chúng ta mới nghiên cứu được. Để mình chặt xác cái con Dodo này ra thử á. Con này là gì đây? Firewalker. Bây giờ nó chỉ có thịt giấy không à. Ở bên này có con phượng hoàng nữa kìa. Ủa nhưng mà sao máu của nó có 115 mà trời, con quỷ này yếu gì. Các bạn thấy không, con phượng hoàng đây đẹp quá ha. Ô thôi rồi, mình nhìn từ phía xa xa có con gì nó đang đi ở đây nữa nè các bạn ơi. Đây nè. À cũng là con phượng hoàng luôn. Phải thì chứ khó chịu quá. Cái bản game này nó đang hay nhưng mà tự nhiên mình bị dính cái này thiệt, nó bực mình. Chạy kìa. Chạy đua double. Trong đập này thì mình chỉ muốn là giới thiệu cho các bạn xem mấy cái con rồng của mình thôi, tại vì nhiều loại rồng lắm á. Này các bạn thấy không? Một đống mấy con rồng luôn á. Nhưng mà tự nhiên vô gặp hai boss cái mình quánh hai boss luôn. Phải tèo. Cái tự nhiên leo lên trên mình của nó cái nó bị lỗi khó chịu quá. Cho bạn xem đây con rồng nữa nè. Đây có con cù gì đó đỏ nữa nè các bạn. Con cù đỏ rồi thêm con ngựa đỏ nữa nè. Nè. Nè các bạn thấy con ngựa một sừng nó màu đỏ không? Nó bỏ chạy. Rồi. Wow, tuyệt chiêu của con này nó gồng lên ghê lắm. Khè lại thêm một lần nữa cho các bạn xem mà. Đúng là mấy con này nó khó điều khiển quá. Khó điều khiển như châu. Đúng rồi. Hù. Con này cái chiêu này giống như là chiêu hù. Hết rồi, nó khè được có cái còn gì à. Không im, con này thấy nó bự chà bá thôi chứ nó yếu chiều, mà cảm giác nó yếu quá. Nhưng mà nó khó điều khiển nữa. Ở đây có cái con rồng quạch nè, con rồng tiết. À, để cho các bạn xem con rồng tiết này cũng dữ dằn lắm. Con này là cái con rồng băng các bạn. Con rồng băng này khác với mấy cái con rồng băng trước đó mình bắt. Đó, thấy ghê không? Để mình về đây đây mình thè khè khè thử con này á. Trời ơi. Nó tán có một cái một lần coi như chết đó các bạn. Ô hết bị rồi. Mình pho tay mà à đừng ghê thiệt, để mình pho tay luôn đi. Ờ tuyệt chiêu của con này nè.
Nó thiệt chịu của nó đó các bạn. Thì nó bức bức cực chết luôn á. Cảm giác nó giật giật không đã gì hết. Mình đem cái con này là mình quánh là tan nát đời qua hết. Biết gì cấp nãy mình không leo lên mấy con kia được nè. Bây giờ mình phóng xuống nè. Ủa? Hết bị rồi. Vãi hàng với game khoảng kèo gì. Hết bị rồi. À đồ. Như vậy là mình leo lên cái con hồi nãy bị leo lên cái con này cái nó hết bị đó các bạn. Nó hết bị gớt xuống dưới cái đó. Ok được rồi, mình lấy cái cưỡi cái con này đi nấu lọn á. Con này cũng chùm quá các bạn ơi. Con này mà qua bên mấy cái đảo rồng bên kia là quắm rồi. Tán một cái rồi. Mấy tỷ đam à. Cái đảo này là cái đảo tập trước mình làm cái gì nữa, mình làm cái bài có bao nhiêu cái loại gọng á, cái video trước á cho các bạn xem nè. Thôi mình tạm dừng đây đi các bạn, để một lát nữa mình ăn cơm xong rồi mình vào mình chơi tiếp. Chứ giờ tự nhiên cái vô gặp hai boss này mình pho tem cái đó mạnh vãi tèo luôn. Còn nhiều boss lắm, để một lát nữa mình từ từ mình vô mình kiếm á. Giờ tạm thời mình dừng đây đi.